Rồi, Nhật xin chào các bác. Em lên sóng phụ các bác cái con máy bùa chuyên dụng của hãng Panasonic các bác nhé. Một con bùa ẩm khủng long chuyên bùa ẩm. Đợt vừa rồi những cái ngày hanh khô mà các bác có con này bùa ẩm thì phải nói là không gian trong nhà luôn luôn lúc nào cũng được, không bị khô. Một con bùa ẩm chuyên dụng khủng long luôn. Panasonic FEKX F15, công nghệ nano các bạn nhé, bùa ẩm cực khủng luôn. Con này có là 47W, năm sản xuất 2012, hình thức bên ngoài các bạn nhìn nguyên zin như mới luôn này, cực đẹp luôn nhé, chất máy cực mới luôn, bùa ẩm chuyên dụng, bùa ẩm khủng long. Bác nào cần bùa ẩm nhanh, dùng phòng điều hòa hay là thời tiết hanh khô, các bác dùng con này thì phải nghĩ luôn là phòng lớn ok nhé, bùa cực khỏe luôn. Con này các bác nhìn trên này thì có nút tắt bật nguồn này, báo phần trăm độ ẩm này, có hẹn giờ này, có khóa trẻ em này, có tắt bật nano này, có 3 cấp độ tốc độ lọc, tốc độ bùa chạy cực tít luôn. Quá bùa những con này thì phòng đảm bảo các bác phòng một lúc thì đội lên độ ẩm ngay đấy. 3 tốc độ, 2 chế độ họng khô da và chế độ tự nhiên này. Ở bên này các bác xem cái bình nhá. Tắt đi. Hai bình nước ạ, à, hai can nước luôn, cho nên là rất là lâu các bác mới phải đổ nước. Được chưa? Đấy. Hai can nước ạ. Hai can nước luôn nhá. Gọi là máy bùa chuyên dụng cực khủng luôn. Quên nói với các bác là con này em đút biến áp bên trong thành 220V rồi nhé. Đây là cái phần khay nước của mình các bác này, to lắm. Đây, các bác nhìn thấy có quả quả lô nó to khủng khiếp luôn, to bằng mấy cái con máy bình thường luôn, cực kinh khủng luôn. Bùa ẩm dã man, gọi là máy chuyên bùa ẩm. Thời tiết hanh khô miền Nam hay miền Bắc hoặc là dùng điều hòa, các bác chơi con này thì đấy, bác nào mà chân tay hay nứt nẻ hay bị viêm mũi viêm miếc thì chơi con này bùa ẩm hoặc nghĩ luôn. Hai can nước được lâu hết nước, quá khủng. Máy còn rất mới đấy, cũng đẹp luôn. Quay bề. Chiếc này em bán 2,5 triệu nhé, bảo hành 1 năm. Có một chiếc duy nhất thôi ạ. Các bạn nào lấy các bạn lô cho. Đấy, một chiếc duy nhất thôi. Rồi. Con này tắt đi vẫn còn báo được cả độ ẩm con này. Đấy. Tít vào lò luôn. Ủa. À, chào các bác nhé.